Tôi cũng từng nói với quý vị rằng là tôi cũng đã trần tình với quý vị rằng là nếu như trong cuộc chiến này mà anh Dũng không có sự đồng cảm với tôi, không có sự chia sẻ đối với tôi thì một mình tôi vẫn chiến. Tôi đã từng nói rất nhiều lần với quý vị là đó là những cái tôi nói thật, chứ tôi không nói đùa. Và quý vị cũng biết rằng sau khi tấn công tôi không được, không bụng miệng tôi được và không có cách nào để mà kiềm chế được những cái gì mà tôi bức xúc tôi nói lên đều là sự thật hết, thì tác động vào chồng tôi. Và tôi nói thật với quý vị, tại sao tôi nói với câu mà công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao là bởi vì tôi không muốn liên lụy đến anh Dũng, đến chồng con của tôi, và thậm chí rằng tôi đứng với một cái vai trò là một cá nhân, tôi cũng không muốn liên quan đến công ty Đại Nam, cũng không muốn là một CEO, cũng không muốn là một bà tổng. Tôi chỉ muốn tôi là một Nguyễn Phương Hằng, là một công dân rất là bình thường, để tôi sẵn sàng chiến đấu với cuộc chiến này. Bởi vì tôi đã sống đến 50 tuổi rồi, tôi chả có gì để mất. Cái còn chăng là tôi dành cho những điều tốt đẹp. Cho nên tôi nói thật với quý vị, tôi đã cân đo đong đếm rất là kỹ khi bước vào mỗi cuộc chiến như thế này. Ai thương tôi cũng cảm ơn, mà không thương tôi cũng cảm ơn. Và hôm nay thật sự quý vị, tôi rất là mạnh mẽ. Tôi giống như một con chim phượng hoàng, sau những cái vết thương đau thì tôi lại đứng lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi xác định rồi, tôi chỉ có một lần để sống và một lần để chết. Nếu như tôi có chết thì sau này những người thương yêu tôi vẫn còn thương nhớ tôi. Còn sống mà không có giá trị, sống để phá hoại, sống mà để không biết yêu thương đồng bào, không biết nói lên tiếng nói của lòng mình, thì tôi thấy cuộc sống nó không có giá trị.